Vâng, và sự ra đi của Yahoo Messenger là tất yếu khi mà nhiều năm qua thì ông lớn một thời này đã hụt hơi trước những đối thủ năng động như là Google hay là Facebook hay là Twitter. Giờ đây phần lớn chúng ta đều quên mất tài khoản chat Yahoo Messenger của mình là gì, trong khi ngày nào thì cũng mất vài tiếng để dùng Facebook hay là dùng Gmail phải không ạ? Việc có một người có một tài vài tài khoản email hoặc và mạng xã hội cũng là việc rất dỗi bình thường. Nhưng liệu có bao giờ các bạn thắc mắc về số phận của các tài khoản mạng xã hội email của mình sẽ ra sao khi chúng ta không còn trên thế gian này nữa? Sau 10 năm hoạt động, mạng xã hội Facebook đã có 30 triệu tài khoản mà người chủ của nó qua đời. Đối với các tài khoản này, nếu người thân khai báo đầy đủ thông tin thì sẽ có quyền lựa chọn một là xóa vĩnh viễn, hai là biến nó thành một di sản để lưu niệm lại người quá cố. Với tài khoản mang tính chất tưởng niệm này, không một ai có quyền đăng nhập và sửa profile, xóa ảnh, bài đăng, thêm bớt bạn bè, mà chỉ có thể gửi tin nhắn hoặc bình luận những chủ đề đã tồn tại trước đó. Twitter, Instagram cũng cho phép lưu giữ tài khoản của người đã khuất nếu người thân đồng ý, nhưng không cho thích, theo dõi, đánh dấu, đăng bài viết và bình luận. Nếu ai không có ý định lưu giữ, thì tài khoản Twitter sẽ bị xóa sau 6 tháng khi chủ của nó qua đời. Trong khi đó, thì các tài khoản email như Gmail, người dùng có thể lựa chọn việc chia sẻ cho người khác hay xóa tài khoản của mình sau một thời gian không hoạt động nữa. Thông thường, Google sẽ khóa tài khoản sau 9 tháng nếu xác định là chủ tài khoản đã qua đời. Trước đây, trong đa phần các trường hợp thì trang cá nhân của người qua đời sẽ trở thành những tài khoản ma do người dùng thì chưa kịp để lại mật khẩu cho người thân hay là bạn bè của mình. Và điều này cũng sẽ làm nảy sinh những tình huống, ví dụ như là hàng năm đến ngày sinh nhật của người đã mất chẳng hạn, thì Facebook vẫn sẽ nhắc nhở những người trong danh sách của bạn bè. Và vô tình thì điều này sẽ gợi lại nỗi đau cho những người ấy. Mà do đó thì sau nhiều ý kiến phản hồi thì Facebook và các mạng xã hội khác thì đã dần dần thay đổi chính sách và biến tài khoản cá nhân thành một nơi tưởng niệm. Và hàng năm thì người thân, bạn bè của người đã khuất dù ở khắp nơi trên thế giới vẫn có cơ hội để bày tỏ tình cảm, lòng tiếc thương của mình với người đó. Vâng, tuy nhiên thì nhiều người cũng kiến nghị là các mạng xã hội nên có quy hoạch với các tài khoản chết này, bởi ước tính thì mỗi ngày trên thế giới có khoảng 8.000 chủ tài khoản Facebook qua đời, và với tốc độ hiện nay thì nếu tất cả các tài khoản đều được lưu giữ sau khi người chủ của nó đã mất đi, thì đến cuối thế kỷ này vào khoảng năm 2098 thì số tài khoản của người chết sẽ vượt qua số tài khoản của người còn sống, đồng nghĩa với việc là Facebook sẽ thành một nghĩa trang online lớn nhất thế giới với hàng tỷ ngôi mộ trực tuyến.